Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày tốt lành. Mình là Lan, rất là vui được gặp lại cả nhà ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà tới một trong những cái chợ nổi là mới nhất ở Bangkok luôn, để coi là trong chợ nổi này có gì ha. Cả nhà thấy chiếc xe đó không? Nếu mà ai mà không muốn đi bộ mệt đó thì mình có thể leo lên chiếc xe này ha. Thì họ sẽ chở mình vô tới trong chợ nổi luôn. Đó, chỗ này là sẽ có một cái máy để đo nhiệt độ. Đó đây là khu vực sẽ là ăn uống. Mình tới thì còn khá sớm á, nên chưa có tới giờ trưa cả nhà, nên nó không có đông lắm. Nhìn trâu mặc đồ chết không. Đó, đây là tên chợ nổi nha cả nhà nha. Tên là chợ nổi Khoản Rim. Thì Khoản Rim là tên của nhân vật trong một cái cuốn tiểu thuyết tình yêu của Thái cả nhà. Nói chung là rất là lâu rồi, từ khoảng thế kỷ 20 á, thì họ lấy tên của nhân vật để đặt tên cho cái chợ nổi này luôn. Thì đó là kể về một câu chuyện tình của một chàng trai và cô gái. Nói chung là kiểu giống như kiểu Romeo và Juliet á, kiểu bị gia đình ngăn cản đó cả nhà. Nhìn mấy cái đồ thủ công này mê lắm luôn cả nhà ơi. Cái nào họ cũng đề giá rõ ràng hết đó cả nhà. Thì cái mũ này á, là họ bán là 50 bạc, tính ra là cỡ khoảng 32 ngàn tiền Việt đó cả nhà. Đó. Nói chung nhìn chết ha. Bây giờ mình đi qua coi cái nón này đi. Đây là một tiệm bán giỏ nè, thì anh không có thấy về giá. Nói chung là cái này thì nhìn chắc chắn hơn. Tiệm giỏ này thì họ không có đề giá, nên khi mua thì cả nhà nhớ trả giá nha. À, có đề nè. Như cái giỏ này là 450 bạc đó cả nhà, giỏ màu xanh này nè. Cỡ khoảng 300 ngàn tiền Việt của mình cái giỏ đó cả nhà. Nói chung là nhìn rất là bự luôn ha. Chỗ này là các quán ăn đó cả nhà. Nếu mà ăn trưa thì cả nhà có thể ngồi ăn ở đây nè. Đó. Đây là mấy chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền này hình như là nếu mà cả nhà có thể ngồi ăn ở trên thuyền luôn á. Mấy thuyền này là họ cũng là ý là mình lên thì mình ngồi ăn luôn đó cả nhà. Đây có cái dê nữa này cả nhà. Đó. Dê nhìn dễ thương dễ xịu luôn. 20 bạc là tới khoảng 10 12 ngàn á, là mình có thể mua cà rốt để cho mấy con dê này ăn nè. Nít khoái mấy này lắm, giờ bớt sợ nè. Madam, cho con này ăn đấy nè, cho con này nè, lại đây. Đó. Nè, madam. Trời, con này tham ăn ghê lắm, nó cứ chạy tới không à. Trời ơi. Thì cái chợ nổi này cả nhà thì nằm giữa hai ngôi chùa luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên cầu để mà cái cầu nối giữa bên này qua bên kia ha. Đó, đây là cái cây cầu, nói chung là biểu tượng của cái chợ này luôn. Mấy cái đó là kiểu như cái bè cả nhà. Mình lên mình ngồi đó mình ăn thôi, mình có thể nhìn thấy cái view sông này. Cái con kênh chứ không phải con sông nữa cả nhà. Đây là con kênh nha. Cả nhà mà muốn cho cá ăn á thì đây là khoảng là 10 bạc, là tính là khoảng 6 ngàn mấy á cả nhà. 6 ngàn rưỡi á là mình sẽ lấy một cái thức ăn ở đây nè. Đó, đó là mình sẽ bỏ tiền vô đây. Đó. Sau mình mua một cái túi này. Đây là chợ nổi mình nằm giữa hai cái chùa này nè cả nhà. Hai cái chùa này trong tiếng Thái thì có nghĩa là
chùa hướng Bắc và chùa hướng Nam. Nói chung là cả nhà có thể đến đây chụp hình rất là đẹp luôn. Buổi sáng sớm sẽ có là khoảng 7 giờ sáng thì sẽ có cái lễ hội là lễ hội khất thực. Thì người dân thì họ sẽ ngồi ở dưới đây nè. Đó, ngồi dưới cái màu xanh xanh, ngồi ngay cạnh cái con kênh này á. Thì nhà sư thì họ sẽ ngồi trên những chiếc thuyền và họ đi tới đây. Xong rồi người ta sẽ giống như là tặng đồ cho nhà, tặng đồ ăn cho nhà sư, dân đồ ăn cho nhà sư á. Thì nếu mà cả nhà muốn tham gia vào cái lễ hội này á, thì mình tới sớm một chút xíu, vào khoảng 7 giờ sáng á. Đó, đây là chợ này là gọi là một trong những cái chợ nổi là mới nhất ở Bangkok luôn. Bà này bớt sợ con trâu, chỗ này có con trâu nhảy dễ thương lắm. Đó, con trâu nhảy dễ thương. Đó, thang máy này sẽ đi, mình đi xuống dưới để mà mình khỏi phải đi bộ. Sa đi kha. Daddy, come here. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vô trong để coi con hồng hà. Đó. Nè, được rồi nè. Yes. Đó, cái con hồng hà đây, con lấy đi con. 1, 2, 3, 6, 7 con hồng hà luôn. Đó ha. Rồi, đi tiếp đi. Rồi, đi mang ăn đi cho can, đi. Đi cho can, đi. Đó. Đây là những quán ăn ở trên bè nè. Đồ ăn ở đây á, đồ ăn ở Bangkok á, cả nhà mình thấy dù cả nhà đi chợ nổi hay là đi đâu á thì mình thấy giá cũng rất là rẻ luôn. Và họ có niêm yết giá hết luôn là 60 baht, 80 baht. Đó, cả nhà có thể tới đó để ăn nè. Tiệm này thì họ chuyên về gỏi gì đây, gỏi các gỏi, các món gỏi của Thái xa quá không thấy rõ nữa. Đó, tiệm này thì rất là đông luôn. Tiệm này kỹ bánh mì á cả nhà. Yeah, yes. Tiệm này kiểu mì thuyền đó cả nhà ơi, rất là đông. Ừ. Rồi ở đây tại vì chắc ảnh hưởng dịch đó nên giờ cũng ít khách cả nhà nên cũng không có đông lắm. Thì giá cái mì thuyền này thấy họ bán họ đề có khoảng giá cao nhất một tô có khoảng 32.000 đó cả nhà, 50 baht đó. Đó. Mấy chiếc thuyền này là hồi xưa là có thể nhưng mà có thể người ăn này nhưng mà giờ thấy không có ai nên chắc sẽ đóng hết rồi. Thì chợ nổi này cả nhà là cách trung tâm khoảng là 30 cây số. Nhưng mà đi từ trung tâm nếu cả nhà ở Pratunam á thì cái tiện lợi nhất thì cả nhà có thể đi taxi. Còn nếu mà muốn trải nghiệm mà đi xe buýt của Thái á thì ở ngay chỗ Pratunam á thì cả nhà bắt xe buýt 113 ha. Còn một cách nữa này mà muốn mà trải nghiệm đi thuyền nữa thì cả nhà là đến ngay chỗ mà bến thuyền Pratunam á, bắt thuyền để mình đi tới bến thuyền. Bến thuyền The More Bangkapi. Xong rồi từ bến thuyền đó là mình bắt taxi mà từ bến thuyền The More Bangkapi mà tới chợ này á thì là khoảng là 80 baht nha cả nhà nha. Tính ra là khoảng năm mấy ngàn tiền Việt của mình á. Đó là cái view từ phía bên bờ sông đây nè. Cho nhiều lên con cá nó mới tới. Nó nãy giờ khóc lóc rồi cho cá, nó bây giờ tới. Tới cá rồi đó, bắt cho cá rồi. Rồi. Cá nó to lắm cả nhà, thì chắc nước mình không có thấy rõ. Nước ở đây cũng trong lắm á. Nó tụi nó to đây không. Ôi có mỏ. Ôi con cá này là con cá trê. Trời ơi nhìn cái mỏ này nó kinh khủng không. Trời ơi, con cá thì nó bơi ngủ lên rồi kìa đó.
đây thôi. Thì nó to lắm luôn á. À, đây là khu ăn uống nè. Nói chung là chợ không có rộng lắm đâu. Nên á, thường thường nếu mà đi thì cả nhà chắc mình nghĩ là nửa ngày là có thể đi đi, kể tính cả di chuyển này nọ kia luôn á, thì cả nhà có thể là chỉ mất khoảng nửa ngày để mà tham quan chợ thôi ha. Chè đường này nhìn rất là hấp dẫn luôn. Này giống như bánh chè bột lọc của bên mình á. Sà đi kha. Này giống như là củ măng. Củ măng với chè. Nên là dừa dầm á cả nhà. Cái này giống như bún gạo khô á cả nhà, xong họ chiên giòn á. Xong có tép nữa. Rồi sao? Nhìn sạch sẽ ha cả nhà ha, rất là sạch luôn á, thơm mùi dừa. Anh đi thao gà đi á, nừng khác. Đây là như là dừa nè cả nhà, dừa chúng ta bào sẵn đấy. Sao không con kha? Khó khôn kha. Mấy tiệm này nhìn hết. Mấy này nhìn cưng dễ sợ lắm. Tiệm này nhìn cưng nó là cưng. Còn nếu ở đây là cái bánh dạng như bánh là bánh nữa. Bánh quê cho cả nhà. Bánh nhờ bánh hết bánh rồi luôn. Ăn nó giòn lắm. Còn ra là nó sô-cô-la ở trên đó. 33 là một cái cả nhà. 33 tính ra là cũng cũng như bằng cách là tính ra của người Thái là người ta hay bỏ sữa đặc lắm cả nhà. Ăn nó có cái vị đặc biệt ngọt ngọt ngon lắm. Kiểu nó béo béo với béo á. Ngon không? Ngon không? Ngon gì ạ? Có sô-cô-la, có sô-cô-la chẳng không? Rồi đây.
món này khá là nổi tiếng của Thái luôn cả nhà. Mình cả nhà có thể thấy nhiều khuôn họ làm rất là to, nhiều khuôn họ làm rất là nhỏ luôn đó nha. Ăn nó dai dai kiểu như là có bột năng ở trong nữa cả nhà. Đó, còn đây là gì ta? Trứng mực nè. Trứng mực chị này thì chuyên để bán về chả cá. Chả này chả cá khác nè. Chả nấm nè. Đó, còn đây là món giống như thịt heo chiên đó cả nhà. Thứ hai thì cái món thịt heo chiên này rất là nổi tiếng luôn, là ăn kèm với cơm nếp hoặc là thịt heo nướng đó cả nhà. Rồi bánh bao. Đây là kiểu như cái này giống như bánh uống trạng của người Hoa cả nhà. Rồi đây ha. Đây là tên của cái chợ nổi này cả nhà. Đó, ở anh chàng trâu này nó nè. Ở đây mát lắm luôn cả nhà, tại vì gần cái con kênh á. Gần bờ sông họ làm mấy cái này là nhìn nó mát mẻ ghê luôn á. Sorry, cái này có thể là rõ mặt tôi để chụp hình này nè. Đó, cái này cần dễ sợ không? Nó cũng mong. Đầu tiên cái bắt đầu trên đầu cũng mong luôn. Cái bàn này nó mong. Trời ơi, cái mặt như mèo. Thường cân đứt ra tất mấy mẹ ghê gớm luôn. Chỗ hơi ảnh lên sắp quá trời cá luôn. Chợ này cả nhà là họ chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật thôi. Hai ngày cuối tuần là từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều nha. Cái ngày thường là họ không có mở đâu, chỉ mở vào cuối tuần thôi. Hoặc là mấy cái ngày lễ lớn đó cả nhà là họ sẽ mở, còn cái ngày thường là không có mở. Trời ơi, quá trời chiều. Trời ơi, mấy bà chim động này. Phải hỏi chiếc thuyền đó. Đó, pin năng lượng mặt trời á. Cái này tắm pin cho nó là cả nhà, là pin năng lượng mặt trời á. Cái thuyền này hình như là thuyền để mà chở khách đó cả nhà. Đi từ là chạy trên cái tuyến kênh này nè. Sarika, anh đi sò ha. À, chạy chạy, có khuôn khác. Bây giờ mình sẽ vé đi, mua vé đi thuyền nha cả nhà nha. Thuyền vé thuyền sò cái gì bạn? Không quan tâm gì bạn là gì? Okay. ขอบคุณค่ะอันนี้เลยค่ะอาชาชาไว้ไว้เดี๋ยวจะมาที่เก๋งอยู่ได้ทางกันที่นี่ล่ะอ้าวฟ้าน่ะเรามาที่นี่ได้ฮะแก่คนนี้ชื่อที่ชื่อที่ชื่อที่มาเฮ้ยcô này bán vé ngay vé thuyền luôn, là một người là 40 baht là một vé thuyền, tính ra 40 baht là tính là gần cái gì khoảng 25.000 cả nhà ơi. Đó bây giờ cứ bắt đầu đông đúc rồi nè. Bây giờ mình thấy thuyền này cứ đậu thì chưa có đủ khách á, khi mà cách tới mình mua bây giờ mình thấy là rất là đông đúc rồi đó. Giờ khách rồi đi xuống thuyền nè, thì kiểu là một đấy thì được rồi. Madam nhìn mẹ nè, rồi cái mặt con mèo, mặt con mèo nè.
lên. Đó bây giờ nhanh chóng hết là nhanh chóng đủ người cả nhà, tại mình thấy là đậu rất là lâu luôn. Giờ chưa bắt đầu đông xong. Đấy. Bây giờ thì thuyền nó sẽ đi về hướng này. Đó giờ có rất là nhiều người đang cho cá ăn ở bên này. Oh my god. Đó đây là cảnh hai bên mình thuyền này. Nói chung là cả nhà nên tới thì nên đi thuyền này nha. Nói chung rất là vui luôn, nói chung mát mẻ luôn. Ý, nó ăn cái đá đâu, thuyền đó là chạy bằng điện đấy cả nhà, ý mình nói là ở trên phía trên nó có tấm pin năng lượng mặt trời á, nó không có chạy bằng dầu luôn. Đó một cái thuyền đấy qua là thuyền này từ trên liền. Đây là chợ Minburi nè. Đó. Đà Lạt Minburi là chợ Minburi nè. Đây là bến thuyền Minburi. Ở Thái cả nhà cái phương tiện mà di chuyển bằng thuyền cũng rất là được ưa chuộng luôn. Đặc biệt là nhà ai mà ở gần mấy cái bến thuyền đó cả nhà nó rất là tiện luôn á. Đó. Còn đây là cây cầu. Đúng. Bây giờ nó đi qua cây cầu này nè cả nhà, giống như cây cầu ở miền Tây ha. Đó. Đó bây giờ thì bác tài sẽ quay đầu nè. Bây giờ mình sẽ quay phía bên này cho cả nhà quay nha. No fish here. Đây là cái phía bên mà đây là cái hướng bên mà mình sẽ đi về nè. Ôi mấy cái nhà gỗ đó là lâu lắm luôn rồi đó. Yeah.
Này thì họ sẽ chở mình từ cây cầu màu xanh này đi lên tới cây cầu màu xanh kia xong rồi chở về. Tổng chuyến đi là khoảng, chắc mình nghĩ là khoảng 30 phút thôi cả nhà. Hơn 30 phút một chút xíu. Đó, bây giờ thì mình đã chở về cái bến thuyền lúc ban đầu mà mình đi rồi là. Cá nó thủ nó mạnh ghê luôn cả nhà. Hồ chim đây. Đây nước à. Đây là phía bên kia của. Đó, mấy cái phòng hạt sáng mình coi nè, mấy cái phòng hạt á. Đó. Look at the flamingo. Rồi, thuyền đã cập bến. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy cái xe đẩy, tại vì ở đây nếu mà cả nhà có mấy cái xe đẩy bự thì có thể gửi ngay chỗ bán vé luôn nha. Cô sẽ đến đây giữ xuống, cô sẽ coi thuyền giùm mình. Ôi, rồi xong. Đó, ở đây rất là nhiều trâu luôn đó nha. Nói chung là nhìn rất là cưng luôn. Trời ơi. Trâu ngé rồi trâu rồi. Đủ hết luôn. Đây là phía bên này nha cả nhà nha. Ở đây là họ có cho thuê đồ trang phục truyền thống của Thái để chụp hình luôn nha cả nhà nè. Ở đây nếu mà cả nhà muốn mà chụp hình á. It's all we went to take picture. It is someone wanted. Yeah. Đó là câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật mà. Chuyến xe đây đấy thì ơi, we'll be back. Phút này nhìn gần hơn xíu. Trời sắp chuyển mưa rồi. Thường mình thấy cuối tuần người Thái khi mà có thời gian đó hay đến chùa làm công đức á. Nhìn cái hai cây hoa giả nhưng mà đẹp ha. Đó, cả nhà có thấy phía xa là người ta đang gánh tiền lên hai cái cây á. Nói tóm lại thì so với nhiều chợ nổi khác ở Bangkok á, thì mình thấy chợ nổi Quảng Duy là một chợ nổi rất đáng để đến nha. Và cũng không cách quá xa trung tâm và cách di chuyển cũng rất là tiện lợi. Mình có thể đi bằng thuyền, bằng taxi hoặc là bằng xe buýt. Về cách cụ thể mà đi tới chợ nổi thì mình sẽ để phần mô tả bên dưới video để cả nhà tiện theo dõi nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay. Nếu thấy video hữu ích thì cả nhà nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.